Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Quận ủy Hải Châu tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy được công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuẩn y ông Võ Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Hải Châu, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu là ông Huỳnh Văn Nhạn được Ban Thường vụ Thành ủy điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy chúc mừng ông Võ Thành Trung được tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đề nghị tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, năng lực, không ngừng trau dồi, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ quận Hải Châu nhiệm kỳ 2020-2025.